Công ty Tungy xin kính chào quý khách. Sau đây là một số motor giảm tốc. Và đây là nhà máy sản xuất Tungy tại Đài Loan. Và sau đây là mẫu motor giảm tốc 5 ngựa chân đế. Còn đây là loại mặt bít. Và sau đây là bảng thông số motor giảm tốc 5 ngựa. Đường kính trục ký hiệu là T, chiều dài trục ký hiệu là P, và tổng chiều dài motor giảm tốc ký hiệu là A. Đối với motor giảm tốc 5 ngựa 1400 vòng trên phút, khi có tỷ số truyền là 1/80 thì đầu ra của giảm tốc là khoảng 18 vòng trên phút.